mà khi nào mà chán rồi thì ra cái mương nước á, vứt luôn hả? Bắn luôn. Xin chào tất cả các anh chị, hôm nay em làm cái video này để dành cho anh chị nào đang có ý định mua một chiếc xe Twitter tay ngang dòng Touring để mình khè khè với lại một vài ông hàng xóm xung quanh đạp thể dục thể thao chơi cho nó vui anh chị ạ. Anh chị hồi nãy vừa nghe cái trớn của nó đúng không, rất là ok đúng không ạ, nghe đã tai lắm. Này em quay lại này, đây là cái tiếng của nó xích này, xích nó rít này, còn đây là tiếng quay này, mình chỉ cần quay nhẹ tí thôi đó, thấy không ạ, những cái tiếng là biết là như thế nào rồi. Đấy, thì cái này có một vài, đây là chiếc Twitter tay ngang dòng Thunder C có giá 14.590.000 đồng. Đấy, thì em sẽ tóm tắt một số cái điểm nhấn của con xe này cho anh chị cùng nắm. Thứ nhất, khung là khung carbon anh chị nhé, nhẹ, khung carbon ha. Thứ hai là tem khung là tem phản quang và tem vành cũng là tem phản quang anh chị. Nếu mà hồi nãy em đi ngoài đầu cửa ngoài vào nắng á, chiếu vào đây cực kỳ đẹp đó, không biết trên video anh chị có thấy không, như là rồi cái màu rất là đẹp. Đây là một chiếc màu trắng đỏ bên em lắp sẵn để ngày mai giao cho khách hàng ở quận nhất. Đấy, thì cũng gần Tết rồi. Đấy, thì ngày mai giao. Đấy, đó là cái điểm nhấn thứ hai. Đấy, anh chị nhé, đầu tiên là điểm nhấn số 1 khung carbon, điểm nhấn thứ hai tem phản quang khung và trên vành rất đẹp, điểm nhấn thứ ba là giò dĩa của Retro Spec trục rỗng anh chị ha. Rồi nè, tiếng nó quay nè, cái giò dĩa trục rỗng thì rất là ngon đúng không ạ, rất là nhẹ. Cái điểm nhấn thứ tư là cái vành của nó nè, vành của Retro Spec cũng siêu trớn bạc đạn, trước sau luôn, giữa luôn bạc đạn luôn anh chị ha. Rồi cái cốt yên là cốt yên dẹp, yên Twitter cũng rất là ngon. Mình leo lên mình thử một phát này, thích nhỉ, bao sướng luôn đó. Mà khi nào mình nghĩ vậy, thường thường người ta nghĩ đến xe nghĩ vậy, chuyên nghiệp đúng không ạ, bó phanh lại ok chưa ạ, còn thì leo lên thôi hả, chân luôn quá, rất máu nhẹ, thích, quất lên này kẹt xe đúng không, xe thì thế thôi, trời gì bố con nào đúng không ạ, quất thôi, xe máy thì phải mệt đấy, còn mình anh em mình cứ quất thế này đó, được chưa, không sợ ai hết, công an không sợ luôn, đi sách anh chị sách qua công an đúng không, làm gì được á, mấy ông vàng ấy không bao giờ làm gì mình hết đúng không ạ. Nhất nhẹ nhàng mà đi này rất là khỏe, anh tay công rất là nhiều, khung carbon nhẹ cơ anh chị, mình sách tay luôn á, sách đơn trò luôn. Mà khi nào mà chán rồi thì ra cái mương nước á, vứt luôn hả, bắn luôn. Em đùa tí cho không khí Tết thôi, buồn quá, Tết rồi còn có đúng hai thằng ở lại công ty, chán hay là chán luôn. Ai là ở lại công ty quay video anh chị ạ. Ok, con này 4590 anh chị nhé. Em nhầm tí thôi. Còn em thấy cái tem khung đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Rồi clip thì 2x11, truyền động phía sau này của Retro Spec này. Có cái bánh răng này anh chị để em xem, anh nhà đẹp lắm, nhìn như bao ngầu luôn, nhìn cực ngầu luôn đấy. Nhìn này là không sợ bố con nào hết, đua với các ống luôn, không chơi luôn đúng không ạ, chưa à, bóp phát dính luôn á. Ok anh chị nhá. Rồi có yên dẹp này, Thunder nó dùng màu trắng đỏ này, nhìn phát chất liền, nhìn chất như nước cắt luôn, hết sảy con bà bảy. Ok anh chị nhá. Rồi em Đức xin tóm tắt một số điểm thú vị của con Twitter này. Đấy, con này là size 46, nó có 46, 48, 50, có 3-4 màu vậy đó. Anh chị vui lòng liên hệ với là mấy anh em kinh doanh anh chị nhé. Ok, let's go, chúc mừng năm mới nha, xin chào.